Bây giờ mình thích rèm đóng vô 40% để mình dễ hiểu. Đấy, à, từ ngữ rồi 40%. Thì mặc định motor nó sẽ kéo vào đóng rèm 40%. Xin chào các anh chị. Nhu cầu về sử dụng rèm motor tự động đang là một xu hướng rất là lớn. Nhiều anh chị đặt câu hỏi là rèm tự động có điều khiển được trên điện thoại hay không? Thì hôm nay Tuyền sẽ làm một cái video ngắn giúp các anh chị hiểu rõ hơn về rèm motor tự động. Ngoài sử dụng remote ra, các anh chị có thể sử dụng trên cái điện thoại, tức là anh chị ở nơi đâu có internet, các anh chị có thể dùng điện thoại, các anh chị có thể đóng mở. Nó rất là hay và tiện lợi. Thì bây giờ Tuyền sẽ giới thiệu những cái phụ kiện thanh treo motor. Sau đó Tuyền sẽ hướng dẫn các anh chị cài đặt trên cái điện thoại của mình. Và để anh chị hiểu rõ hơn, Tuyền sẽ làm một cái video ngắn là lắp thanh treo lên và treo vải lên cho anh chị dễ hình dung hơn. Đây là một cái bộ motor mà lắp lên thanh có chức năng là kết nối với wifi, các anh chị có thể điều chỉnh trên cái điện thoại của mình. Thứ hai là một cái remote và cái nữa là một cái thanh treo rèm hoàn chỉnh, gồm có hệ trục, bi, thanh và những cái bát để mình lắp ráp. Đây là những cái bát các anh chị có thể lắp ráp vào. Và sau đây thì sẽ hướng dẫn các anh chị cách cài đặt. Trước khi lắp ráp, các anh chị phải kiểm tra xem nó vận hành có thuận lợi không. Thì Tuyền sẽ hướng dẫn các anh chị cách test. Đầu tiên là cái trục của bộ motor này, các anh chị nhìn thấy không? Và cái thanh của mình nó có một cái bộ đầu để mình kết nối giữa motor với lại cái thanh. Thì các anh chị xoay làm sao cho cái rãnh nó vô khớp, các anh chị để nhẹ nhàng vào. Đó, các anh chị xoay nhẹ nhàng vào. Như vậy là các anh chị đã đặt vô cái khớp motor với cái thanh. Sau đó các anh chị xoay nhẹ để các anh chị vô cái khớp mà các anh chị giữ nhẹ nhàng. Rồi giữa motor với thanh á, nó có một cái khớp để nó chặn lại, nó khóa lại các anh chị. Cái này là đang là khóa nè, để Tuyền rút ra Tuyền gỡ. Rồi bây giờ Tuyền khóa này nè các anh chị. Đó, bây giờ đẩy vô như vậy nè, đã chắc rồi. Các anh chị kiểm tra, các anh chị có thể nhấc lên lắc, tức là Tuyền đã lắp motor vào cái trục của thanh. Sau đó chúng ta sẽ test là cắm vô điện, vô nguồn để chúng ta kiểm tra vận hành. Thì Tuyền đã chuẩn bị một cái nguồn điện để mình test. Mình có thể dùng những cái trục dây này các anh chị, bộ đầu này. Rồi sau khi mình kết nối vô nguồn đó, các anh chị kiểm tra là motor mình có vận hành không. Thì các anh chị có thể kiểm tra nhấn vào cái remote trước các anh chị. Thì các anh chị thấy là motor đang chạy, bi nó đang chạy nè. Và motor vận hành rất là êm. Chúng ta bấm thêm một nút nữa kiểm tra là nó vô. Motor chạy rất là êm. Rồi chúng ta sẽ test kiểm tra một cái. Cái hai là khi mà mình không dùng remote á, mình cầm cái rèm vải mình kéo, thì ví dụ đây là mình kéo nhẹ, mình xem cái motor nó có chạy không. Thì mình ấy, đó, thì motor nó vẫn sẽ chạy các anh chị. Tuyền cũng làm lại một lần nữa là Tuyền kéo vô. Như vậy là motor mình chạy bình thường, vận hành tốt. Thì việc thứ hai chúng ta sẽ tiến hành là Tuyền sẽ hướng dẫn các anh chị là cách điều khiển cái motor này qua cái điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ tải cái app của cái nhà sản xuất motor. Đối với điện thoại Android thì các anh chị vô Android, còn Tuyền là dùng một cái iPhone thì Tuyền sẽ vô App Store. Sau đó các anh chị vô cái tìm kiếm là Tuyza. Các anh chị nhấn vào thì nó sẽ có một cái biểu tượng là chữ T và có cái wifi đó các anh chị nhấn vào tải về trước khi mình cài đặt cho cái motor thông minh. Sau khi mà Tuyền đã tải xong rồi, các anh chị mở ra mở cái phần mềm đó, mình cho phép nó. Bây giờ đăng nhập bằng tài khoản hiện có hoặc là đăng ký, do Tuyền đã đăng nhập rồi Tuyền sẽ đăng nhập vào tài khoản hiện có, hoặc các anh chị nếu mà mới thì các anh chị có thể đăng ký. Chỉ cần nó có một cái email là được các anh chị. Rồi sau khi đăng nhập xong á là Tuyền đã có rồi, mình cứ bấm kết nối tiếp tục. Ok, tiếp tục. Ok, đầu tiên chúng ta nhấn vào thêm thiết bị. Các anh chị để ý là motor dưới đuôi motor nó có một cái đèn nó nhấp nháy liên tục á, là chúng ta thêm thiết bị vào. Chúng ta vào cái đồ gia dụng nhỏ và chúng ta chọn cái rèm cửa có wifi. Các anh chị mình kéo xuống nè, các anh chị để thấy rèm cửa wifi, các anh chị nhấn vào để kết nối. Mình nhấn cái wifi và password vào để kết nối. Chúng ta bấm tiếp theo, xác nhận đèn nhấp nháy. Các anh chị đèn vẫn đang nhấp nháy nè, chúng ta nhấn vào và chúng ta bấm link quickly cho nó kết nối nhanh.
Sau đó chúng ta chờ. Vậy là tiền đã kết nối xong rồi đó. Chúng ta sẽ nhấn là hoàn tất. Và nó sẽ hiện lên cái màn hình cho các anh chị chọn. Các anh chị nhìn thấy là trên đó nó có cái thanh và cái bộ màn ảo. Thì các anh chị nhìn giữa là stop. Cái màn hình nó mở là tức là rèm mở, các anh chị nhấn vào thì cái motor nó cái mở nó motor nó chạy vào. Chúng ta nhấn đóng thì chúng ta có thể nhấn vào cái nút đóng này nè các anh chị. Trên cái cảm ứng đó, motor tự động thì một nút nhấn thì là motor nó tự chạy rồi. Và một cái rất là hay Tuyền muốn hướng dẫn các anh chị nè, ngoài các anh chị không cần nhấn ở đâu, các anh chị thích kéo rèm mở 30% hay là 50%, các anh chị có thể nhấn trên cái thanh này nè. Các anh chị kéo nha các anh chị. Đó, các anh chị kéo ra tùy các anh chị. Thì các anh chị kéo vậy là motor đó nó chạy rồi. À, Tuyền kéo mạnh, bây giờ Tuyền sẽ làm lại các anh chị xem là bây giờ mình thích rèm đóng vô 40% để mình dễ hiểu. 40%. Đấy. Tuyền giữ rồi 40%. Thì mặc định motor nó sẽ kéo vào đóng rèm 40%. Đó các anh chị. Nó rất là hay, các anh chị có thể sử dụng bằng cái remote này. Ở nơi đâu có internet, các anh chị đi nước ngoài, các anh chị có thể sử dụng cái rèm tự động ở nhà mình cũng được. Và bây giờ để các anh chị dễ hiểu hơn, Tuyền sẽ hướng dẫn các anh chị bằng là mình treo rèm lên thực tế, các anh chị dễ hình dung hơn. Sau khi Tuyền đã treo bộ rèm hoàn chỉnh lên một cái thanh motor tự động mà Tuyền đã hướng dẫn các anh chị, bây giờ Tuyền sẽ vận hành cho các anh chị xem. Cái thứ nhất là như cái truyền thống là motor mình dùng remote, chúng ta có thể chỉnh bằng cái remote các anh chị, là nhấn một nút là nó sẽ chạy. Nhấn nút vào thì nó sẽ vào. Cái thứ hai, cái motor rèm vải nó rất là hay các anh chị. Khi mà hàng ngày các anh chị đứng gần cái rèm, các anh chị muốn mở ra, các anh chị có thể kéo nhẹ là rèm nó đã chạy ra các anh chị. Motor vận hành rất là êm. Chúng ta nên cầm 2 hoặc 3 sóng vải, chúng ta vuốt nhẹ là motor nó chạy ra các anh chị. Và đặc biệt là cái thứ ba mà Tuyền giới thiệu, cái ưu điểm của cái motor này là chúng ta dùng cái điện thoại thì chúng ta mở cái app sử dụng, nó hiện lên các anh chị. Chúng ta có thể là bây giờ mình nhấn một nút là mở rèm thì rèm nó mở các anh chị, rất là hay. Rồi chúng ta nhấn nút đóng vào thì một nút là rèm nó sẽ đóng vào. Và trên cái điện thoại nó sẽ báo cho mình biết luôn là đóng thành công hay không. Cái sử dụng cái điện thoại này rất là hay các anh chị. Các anh chị có thể là đóng hoặc mở bao nhiêu phần trăm, các anh chị thích lấy ánh sáng 50% cũng được. Thì chúng ta chỉ cần trên cái app này thì có hướng dẫn các anh chị, nó có cái thanh này các anh chị giữ, các anh chị giữ nó thì nó sẽ hiện lên cái phần trăm. Hiện tại là cái rèm của Tuyền là Tuyền cho là 66% đi. À, các anh chị thì nó sẽ đóng lại 66%, nó sẽ hở một phần gì cho mình lấy ánh sáng. Đó là một cái ưu điểm mà Tuyền muốn giới thiệu đến các anh chị. Thì các anh chị thấy hay, các anh chị có thể like kênh của Tuyền và đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất. Các anh chị cần những cái giải pháp, cần những bộ rèm tự động, các anh chị có thể liên hệ với công ty. Công ty sẽ hỗ trợ các anh chị nhanh nhất. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Tôi là Ngọc Tuyền đến từ Titaco Việt Nam. Hẹn lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.